Hello cả nhà. Lần đầu tiên thì Béo xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn đã yêu thương Béo mới có được thành quả ngày hôm nay. Thì em xin thông báo với tất cả các anh chị, cô chú, các cô chú, các anh chị, các bạn là em đã đạt được 100.000 người đăng ký. Thiệt, một con số mà em rất là mơ ước từ lâu rồi mới được luôn cả nhà. Hôm nay em làm, đây là buổi tiệc nhỏ thôi, em làm buổi tiệc nhỏ để em ăn mừng 100.000 người đăng ký cả nhà. Sáng nay em làm sườn nướng sa tế với ba gọi nướng sa tế cả nhà. Đó, có dưa leo luôn. Mời cả nhà nha. Đây, em chấm này là muối ớt chanh. Wow, ăn mừng đạt 100.000 người đăng ký. Wow, hôm nay ăn cảm giác nó ngon cả nhà, nó vui á. Giòn. Dưa leo. Đúng ra em tính sao vừa nó quay, nhưng mà bàn cảm cảm được ngoài vườn bây giờ mưa á, cho nên ngoài vườn nó không được khô cái ngay, nên quay trong nhà thôi. Là em đây cao ngoài vườn em quay ngoài bếp ngoài mãi không à. Tôi quay clip chế biến món ăn, hôm nay ăn cảm thấy ngon cả nhà, ăn mừng 100.000 người đăng ký, vui quá. Này là ba gọi nướng sa tế chấm à. Ngon quá cái ngại. Tôi ăn ngon mà thêm vui mười nữa nè, tính là em vui. Ăn gạo. Có không nè, có dưa leo, cải xà lách, rau thơm, ngon quá. Miếng da, miếng này là miếng da. Ngon. Đi sắp tới em đi ra vườn em quay cái này. Khoảng 1 tháng, ngoài 2 tháng nữa là gần Tết nó ngoài vườn khô gan à. Cho mãi quay clip vui. Rau. Quá tuyệt vời. Thôi em xin cảm ơn tất cả các anh chị nha. Ngồi lần nữa, em xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn ủng hộ em nha. Nó được có được thành quả ngày hôm nay, đạt 100.000 người đăng ký. Hẹn các cô chú, các anh chị, các bạn ở clip tiếp nha. Bây giờ em xin kết thúc video này. Đây là buổi tiệc nhỏ thôi. Đúng là anh tính mua nhiều lắm, nhưng mà còn hạn chế nhiều quá, không có kinh phí để mua đồ nhiều để quay clip. Với lại tính quay ngoài vườn ngoài nó mới vui, cho nên là không có đủ điều kiện ở nhà, nên các bạn không cảm léo nha. Bữa tiệc nhỏ ăn mừng 100.000 người đăng ký. Bye bye.